bị rơi vào hoàn cảnh của chú ba. Cho tới thời điểm này vẫn còn chua không? Chị nghĩ nó bớt đi cũng được 80% rồi. Nhưng mà cái điều tiết đó nó sẽ không rời xa mình hết, không thành số không đâu. Nó sẽ nhưng mang mà theo mình. Cái đó là do chị lựa chọn hay là vô tình thì vô tình chỉ là người ta là người nếu như hoàn cảnh khác thì nếu như chị sinh ra ở một cái gia đình giàu hay là một cái gì đó thì chị sẽ không chọn vậy. Vậy có nghĩa là chị không yêu người đàn ông? Yêu nhưng mà mình biết vậy, mình vẫn cắm đầu vô là mình biết sai rồi, mình vẫn sai. Đối với ai thì chị không biết, đối với chị thì chị thừa nhận cái điều đó. Khi mà em nghèo á, em phải chọn người đó thì em phải còn gánh nặng sau lưng nữa. Chứ không phải em sống vì em được. Không biết nói thì sao. Nó cũng phải là có tình yêu, nó cũng phải là có tình cảm, nó cũng phải có thương, có yêu. Nhưng mà ngoài cái đó ra thì nó phải còn thực tế nữa. Nhưng mà chị chua từ lúc đầu rồi hay là tới khi kết thúc cái cuộc tình này chị cảm thấy chua? Khi mà chị bị nhận định là một người thứ ba, là một người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thì bắt đầu mới cảm thấy cái sự chua đó. Chứ lúc đầu chưa ai chửi mình, chưa này nọ thì mình vẫn thấy nó là ngọt thôi. Vậy là chị cũng là một người bị ảnh hưởng bởi cảm xúc à? Đúng rồi. Chị là con gái mà mặt cũng mỏng chứ đâu có dày lắm đâu. Chị cũng không che giấu về cái việc mình là người thứ ba. Thì sự thật nó đã như vậy rồi. Vậy chị nói rồi, khi mà mình một cái sự thật mà mình che giấu thì mình phải dùng cái biện pháp là nói dối, che giấu rất rất là nhiều. Và đối với tất cả mọi người, đối với trong mọi tình huống thì tại sao mình phải sống như vậy? Tại sao mình phải như vậy? Thì thà mình nói thật một lần đi. Thà là mình thật hết để mà cho người ta biết mình là vậy đó. Người ta có chửi rồi thôi là mình cũng đã nhận cái lỗi của mình rồi. Trước khi chị thừa nhận thì chị cũng phải thử chị là ví dụ như mình biết nhỏ đó phạm lỗi, mình biết nhân viên của mình phạm lỗi, mình biết chắc mình nắm bằng chứng luôn, mình có bằng chứng luôn, mà mình nói ra mà nó vẫn cãi là mình tức, mình sẽ chửi tiếp. Còn nếu như nói ra mà nó nhận thì mình sẽ không bị tức, mặc dù mình không có biết là tương lai nó có phạm lại nữa hay không thì mình không biết, em hiểu không? Nhưng mà nó nhận trước đi đã là mình sẽ thấy nhẹ cái lòng mình không muốn chửi nó tiếp nữa, tại vì nó đã nhận rồi. Thì đâm ra từ câu chuyện của mình thì mình suy ra được điều như vậy thôi. Thì chị không biết mọi người suy nghĩ gì sao, với chị thì có lỗi thì nhận thôi. Mà gần như là ở showbiz cũng có một số ngôi sao khác cũng là người thứ ba như chị, nhưng mà có vẻ chị là cái người được công chúng gần như coi chuyện đó không quá nặng nề. Thì tại vì chị biết nhận cái lỗi của mình. Nói chung là bây giờ nó đang là hiện tại là chị không phải là người thứ ba nữa, nên là không nhắc được không? Vậy thì nếu mà cái mối tình tiếp theo chị cũng sẽ phải rơi vào cái tình thế là người thứ ba nữa, chị có đủ sức chịu đựng để nếm thêm một cái miếng chanh chua nữa không? Chuyện chưa tới nữa, chưa biết nữa. Nếu mà đặt một cái giả thuyết vậy, tại vì trước đó mình đã gặp một cái chuyện rất là chua rồi mà mình cảm nhận được cái sự đau đớn của nó rồi, thì liệu nếu mà rơi vào cái trường hợp như vậy mình có chấp nhận tiếp tục hay không? Chị không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng mà bây giờ những cái mà chị đang có thì không nhất thiết chị phải chọn một người đàn ông có vợ rồi. Bây giờ chị có quyền sống cho chị rồi. Nhưng mà ngay sau đó chị cũng lại chọn một người đàn ông hơn lớn chị, rất nhiều tuổi, có rất nhiều vợ, có rất nhiều con. Nhưng mà đã xong hết rồi mà. Thì cũng có đời vợ. Đâu có sao em, người đàn ông có nhiều đời vợ chị thấy bình thường mà. Vậy thì tiếp theo là sẽ là một người trai thân không? Không, gu của chị vẫn gu là những của người chị. Đàn ông. Tôi tán một cái. Gu của chị vẫn là người đàn ông lớn tuổi thôi, chị thích những người đàn ông chững chạc. Ít nhất cũng phải 45 trở lên. Tiền bạc, kinh tế này kia bây giờ có còn quan trọng như ngày xưa không? Nói chung là bây giờ chị muốn tìm một đối tượng phù hợp với chị. Phù hợp mà phải có bản lĩnh, tại vì quen chị là sẽ có nhiều lời ra tiếng vào. Thì người đó phải vững, nếu như không vững thì nó sẽ giống như cái mối tình chưa trải qua một mối tình lâu năm rồi. Và cũng vừa trải qua một cái mối chớp nhón. Chớp nhón mà cũng gặp rất nhiều đau thương trong cái mối tình đó. Thì sau những mối tình đó thì những cái quan điểm trước đó của chị mà gây sóng gió dữ lực là giống như không có tiền cặp đất mà ăn, hoặc là đàn ông phải có tiền mới cặp với Ngọc Trinh được á, thì cho đến thời điểm này chị vẫn còn giữ những quan điểm đó hay không, hay có cái gì thay đổi sau những biến cố? Không biết nói sao nữa, nhưng mà giờ tiêu chuẩn chọn bạn trai của chị bây giờ là tìm một người phù hợp, chứ không phải là đặt nặng cái vấn đề kia nữa. Nhưng mà có vấn đề kia thì tốt. Vấn đề kia là vấn đề gì? Vấn đề tiền vật chất. Nó có thì nó vẫn tốt, thì nó vẫn là thực tế thôi. Nhưng mà nếu không được như mình mong muốn thì chỉ cần người đó phù hợp với mình thôi. Phù hợp với mình, hiểu mình, mà phải đủ, phải vững, bản lĩnh vững. Tại vì quen một cô gái trong showbiz mà lắm scandal như chị là phải tinh thần phải là rất là vững mới được. Chứ bị người này nói tiếng người kia nói vô, người kia nói ra mà là sẽ dễ buông xuôi lắm, dễ bị tác động á. Bây giờ đã nhen nhóm có anh chàng nào đủ tiêu chuẩn chưa? Hiện tại thì đang có vài anh. Kể đi, kể tên anh. Không, dĩ nhiên chúng ta sẽ không kể tên của họ, nhưng mà không, chỉ tầm số tuổi, tầm tuổi cũng 45 đổ lên, năm mấy cũng có. Tại sao nhỉ? Tại sao phải
tại sao phải chui đầu vào những người đàn ông như vậy để cho mình gánh đủ thị phi? Vậy bây giờ chị hỏi em nè, chị thích những gu lớn tuổi mà những người đàn ông lớn tuổi thì nếu người ta không có vợ chắc người quá thì ít nhất người ta phải có một đời vợ hoặc là hai đời vợ chứ, bốn mấy tuổi mà còn trai tân được hiếm lắm em ơi. Từ xưa giờ có bao giờ thích trai tân lần nào chưa? Có quen một lần người trẻ rồi, không thích, chỉ thích những người đàn ông chững chạc thôi. Nói chung là chị thích quen người nào nó cho mình cái cảm giác an toàn, thì cái cảm giác an toàn thì chị chỉ thấy được ở những người đàn ông lớn tuổi thôi. Thì ở tuổi nào cũng có người này người kia chứ chị không ấy, nhưng mà do cái quan điểm của chị nó là như vậy chứ chị không nói là quan điểm của chị là đúng. Quan điểm của chị là vậy, chị muốn tìm một người đàn ông an toàn với mình thì chị thích những người lớn tuổi chút xíu. Bây giờ nhìn lên mắt lên bên đàn hình nó một lần bây giờ tiêu chuẩn chỉnh lý cả những tiêu chuẩn của những người đàn ông muốn tới công trình. Tiêu chuẩn chọn đàn ông của Trinh bây giờ là chọn một người phù hợp. Còn về tuổi tác thì Trinh thích tầm hơn 45 tuổi trở lên. Tài sản bảo scandal nữa anh trời. Không, tài sản có cũng được, mà không có thì càng tốt. Mà ít nhất là phải hơn Trinh chứ. Ít nhất là phải hơn chị chứ, làm sao mà thua chị được. Một người đàn ông mà thua mình về cái đó thì mình đâu có coi trọng họ, mình đâu có sự tôn trọng đối với họ. Rồi gặp một tiếng sét ái tình mà những người đó không có tiền. Chị nghĩ không bao giờ phải gặp tiếng sét ái tình kiểu đó đâu. Với Ngọc Trinh là như vậy, không bao giờ gặp tiếng sét ái tình kiểu như mà em đang nói với chị. Không bao giờ có, chị nghĩ như vậy. Tại sao? Không biết. Có thể em sẽ nói là con người chị vật chất, con người chị tiền bạc hay này nọ, nhưng mà chị nghĩ là như vậy. Không bao giờ sẽ có trường hợp tiếng sét ái tình với một người mà không có gì nữa.